Các bác thân mến, trước mắt màn hình các bác thấy được đây là bốn chiếc âm ly vừa mới cập bến tại cửa hàng của chúng em. À, video clip ngày hôm nay em sẽ quay qua để các bác có thể nắm được. Và các bác yêu thích những mẫu model như thế này hay những thiết bị audio khác thì xin vui lòng liên hệ với chúng em qua hai số điện thoại trên tấm biển xanh. Trước hết ở dưới tấm biển xanh thì các bác nhìn thấy đây là chiếc âm ly Cover. Đó là dòng CM1090. Đây là mẫu model mà bên, bên cửa hàng của chúng em cũng đã giới thiệu đến các bác rất là nhiều rồi các bác nhìn thấy ở mặt trước thì nó sử dụng hai cái đồng hồ tu được bố trí hình tròn khi chúng ta cắm điện vào thì bóng bên trong nó sẽ sáng và khi mở tín hiệu nhạc đi vào thì nó sẽ nhún nhảy rất là đẹp bên này là nút nguồn này rồi là nút phone speaker a b trong này nó đánh hai cầu a b và a cộng b bên này là nút chỉnh bass này mid này chép này đây là lâu lớt đây là đường thép monitor đường kết nối tín hiệu này tuner phono rồi là cd đây. video video aux Đấy. cd dj này thép một thép 2 bên này là nút volume được bố trí nằm ở phía bên tay phải khi chúng ta đối diện màn hình vào ở phía dưới là nút ba lăng và ở mặt trước thì nó sử dụng hai cái tay sách hai bên đây, các bác thấy đây này rất là thuận tiện khi chúng ta cầm ở tay sách à, khi chúng ta di chuyển dòng này thì các bác à, có thể kết hợp được khá nhiều với các dòng loa và đặc biệt thì các bác đánh kết hợp với những dòng loa bốt như dòng à, bốt 301 cd3 này cd2 này rồi là 4.2 hay những dòng bốt 501 đánh rất là hay đặc trưng của những dòng cover khi kết hợp với bốt thì tiếng bass của nó rất là tuyệt vời tiếng bass của nó rất là ấn tượng khi chúng ta kết hợp với dòng cover Đấy. và chiếc âm đi này thì cũng vừa mới về thì em cũng chưa những gió cụ thể già lắm nhưng mà nó cũng vào khoảng trên dưới 10 triệu gì đó Trình lệch cũng không đáng kể à, các bác quan tâm chiếc âm đi cover 1090 như thế này thì các bác cứ alo cho chúng em qua hai số điện thoại trên tấm biển xanh đây để biết giá cụ thể tại vì các bác cũng thông cảm vì nó cũng mới về thì em cũng quay để giới thiệu đến các bác luôn giá thì em báo giá khoảng như vậy thì nó tranh lệch cũng không đáng kể đâu ở à, phía dưới đó là một chiếc âm ly lúc man dòng chữ ký các bác thấy đây chữ ký đây đó là dòng model 68A chất âm của dòng này thì tiếng nó rất là trong sạch và tiếng nó rất là lung linh và nó cũng là đối tác kết hợp với nhiều các dòng loa khác nhau những dòng 68 như thế này thì các bác có thể kết hợp với những cái dòng à 4312 này rồi là L112 hay à, dòng à 100 Century này. Đấy. 100 cent thì có giá là 32. Hay những dòng à B và V kép 604S3. Đấy. Kể cả những dòng La ta nói D500. Đấy. Citlin. Đánh rất là hay. Và chưa âm đi này thì cũng có giá trên dưới 20 một chút. Đấy. Các bác nhớ nhé, Luman 68A, dòng này có công suất là 280W, nó cũng đánh hai cầu AB và A cộng B có trở kháng từ 4 đến 16 ôm kết hợp được rất nhiều các dòng loa các bác có thể đánh với những dòng loa Anh đấy, rồi là loa Mỹ, loa Nhật kể cả những dòng Pioneer HPM 100 phiên bản 200w hay 100w đánh rất là ok bên này thì các bác nhìn thấy đây là hai chiếc âm ly của hãng Denon các bác có thể nhìn qua là chúng ta cũng đã nhận ra đó là dòng Denon 890 DG các bác thấy đây là vòng dòng phiên bản dòng tem trứng này các bác thấy đây này Đấy, đây là đời tem trứng ngoài là chiếc Lisa thì nó lại trong lòng nó thích hợp trong lòng một bộ giải mã DSC tức là các bác à, mua một mà được hai ở hai bên thì nó sử dụng hai cái hồi gỗ mà gỗ rất là sang trọng ở mặt trước thì nó sử dụng mặt màu vàng chanh Đấy. dòng này thì các bác có thể đánh với những dòng Vega này Infinity này Onkyo này Diatone này Đấy, rất là nhiều hay đặc trưng những dòng loa bốt 601 trơn, 601 CD2, CD3 hay 701. Đánh với những dòng bốt thì bát nổ như bom, đặc biệt những dòng hay những dòng Vega D9, DX9, đấy, 380 SE, ổ ánh rất là tuyệt vời. Đấy. Các bác thấy về tình trạng của nó rất là đẹp. Đây là dòng âm ly, nó chạy đa nguồn điện, chạy nguồn điện 120V và 220V ở phía sau thì nó có nút gạt chỉnh, thì các bác thích chạy nguồn điện nào thì các bác để gạt sang chạy nguồn điện đó thôi, rất là đơn giản. Các bác thấy đây này đẹp. và chiếc bông đi này thì có giá là trên 20. những dòng như này thì bên cửa hàng của chúng em cũng được các bác rất là quan tâm và ủng hộ rất là nhiều. vừa rồi thì cũng còn vài chiếc nhưng mà các bác cũng đã lấy hết rồi. ngày hôm nay thì bên cửa hàng của chúng em tiếp tục bổ sung thêm hai chiếc nữa để đáp ứng nhu cầu chơi cho các bác. Các bác nào yêu thích à, những dòng denon như thế này thì các bác cứ alo cho chúng em và hiện nay những dòng à, 890D dòng không tem và 890D dòng tem trứng thì bên cửa hàng của chúng em đều sẵn hàng hay những dòng 780D 940V rất là nhiều hay những dòng denon 2000 2 la mã rồi là 3 la mã 4 la mã đều sẵn hàng các bác yêu thích mẫu model như thế nào thì các bác cứ alo cho chúng em Bên này là một bộ cấu hình mà ở video clip trước thì em cũng đã giới thiệu đến các bác rồi đây là một bộ cấu hình hát karaoke rất là tuyệt vời trong gia đình. Các bác thấy đây là một bộ cấu hình rất là chất lượng. Đây là những thương hiệu rất là nổi tiếng của Mỹ. Các bác thấy đây là cặp loa JBL có model là 822. Nó sử dụng một loa bass 30, nó sử dụng màng giấy gần vải, một loa mid chép kèn có đường kính mở rộng âm hình rất là rộng. đó Đôi loa này thì có giá là 20. Đấy, các bác thấy đây, toàn thân bọc Simini. Đấy đèn bóng hàng bạ như này thì các bác thấy rồi quá tuyệt vời hiếm có đôi thứ hai đẹp như thế này còn nội thất thì các bác yên tâm bao gìn bao chuẩn chỉ cho các bác rồi Đấy. sau này thì các bác dễ dàng kết hợp tuy nhiên thì em đã sử dụng một con đẩy ở đây đẩy cờ đó là dòng 1400 cờ đánh với JB thì khỏi phải bàn Đấy. bát nó vừa dày vừa đầm và trung âm thì trong sáng chép thì rất là tơi ở video clip trước thì em cũng đã test qua một đoạn nhạc nền thì các bác cũng đã bác nào đã được nghe thì các bác cũng đã cảm nhận được chất âm rất là tuyệt vời của nó rồi và trước đây này thì có giá cũng chỉ 9 triệu đồng thôi nhưng mà có thể kết hợp với nhiều các dòng loa khác nhau không chỉ riêng JB như này các bác có thể kết hợp đành với những dòng loa bốt hay những dòng loa full của ETC rồi là CAVS hay BMB rất là tuyệt vời tiếp theo ở dưới con đẩy lên thì các bác thấy đây là một chiếc nâng tiếng đó là dòng đu ti dòng này thì các bác thêm nâng tiếng ấy, thì nó sẽ hỗ trợ cho các bác nghe bát chép lung linh hơn mềm mại hơn và giọng hát của chúng ta nó sẽ bay bỏng sẽ thoát tiếng hơn phiêu hơn Đấy, rất là nhiều mà mức đầu tư nó cũng chỉ 1 triệu 800 000 đồng thôi ở phía trên đây là một chiếc vang DB Acoustic đó là S525 mã chiếc vang này là chiếc vang số nó rất là thuận tiện các bác có thể là vừa kết hợp à, kết nối qua đường quang này đường bluetooth này Đấy đường USB mà tiếng của vang số thì các bác biết rồi tiếng nó rất là hay ấm và trong Đấy. chiếc vang này có giá 3 triệu 500 nghìn đồng đây. như vậy thì các bác thấy được thì chọn bộ như thế này thì có giá khoảng 34-35 triệu gì đó đây là một bộ cấu hình cực kỳ chất lượng các bác thấy về cái kích thước của những dòng là BOB 822 như thế này rất là nhỏ gọn giúp chúng ta có thể bày biện trong không gian phòng gia đình của chúng ta rất là tuyệt vời đây. không quá công cành to lớn nữa. Đấy. Và sau đây thì em à, cũng xin phép được tạm dừng video clip ở đây. Các bác nhớ, ý, mọi nhu cầu mua sắm hay cần tư vấn phối ghép thì các bác cứ alo cho chúng em qua hay số điện thoại trên tấm biển xanh.